Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 8 giờ ngày 1 tháng 5 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Đây là một thời điểm lịch sử mang ý nghĩa trọng đại ở Việt Nam và thế giới. Ngày Quốc tế Lao động là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động. Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1930. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, lần đầu tiên trong lịch sử, phong trào công nhân ở Đông Dương, giai cấp công nhân nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã biểu tình ngoài đường phố để biểu dương tinh thần đoàn kết cách mạng với công nhân quốc tế, đồng thời đấu tranh trực diện với bọn đế quốc thực dân Pháp, đòi Pháp phải cải thiện điều kiện làm việc, phải tăng lương và thực hiện luật lao động ngày làm việc 8 giờ đó là điểm bắt đầu cho cả cao trào 1930-1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 2024 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội từ năm 2021 đến tháng 4 năm 2024, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 247 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn trên, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng, nâng cao cải tạo các công trình thiết yếu phục vụ đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp, an toàn và giàu bản sắc dân tộc. Thời gian qua, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa luôn khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp an toàn quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng như việt gáp hữu cơ. Đến tháng 4 năm 2024, trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 298 hectare sản xuất nông nghiệp an toàn. Do áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nên bình quân giá trị sản xuất 1 hecta canh tác nông nghiệp trên địa bàn huyện Nông Cống đạt gần 130 triệu đồng một hecta một năm. Tính đến hết quý 1 năm 2024, huyện Thọ Xuân có 434 hecta cây trồng được liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, với các sản phẩm chủ yếu là cây ngô ngọt, mía, lúa, sau liên kết và tiêu thụ sản phẩm với các công ty cổ phần tập đoàn sống cây trồng Việt Nam, công ty trách nhiệm hạn thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng các doanh nghiệp có trách nhiệm cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, đảm bảo giá thu mua được cam kết ngay từ đầu vụ. Vì vậy, đầu ra sản phẩm được đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất thông thường. Theo số liệu của Chi Cục Công Trọt và Bảo vệ Thực vật Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 1.294 cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón. Quý 1 năm 2024, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cung ứng cho thị trường khoảng 26.650 tấn phân bón các loại, Hiện đang là thời kỳ chăm sóc cây trồng vụ xuân nên nhu cầu sử dụng phân bón trong nhân dân khá cao, do đó, các doanh nghiệp, cơ sở trong tỉnh đang đẩy mạnh sản xuất, các doanh nghiệp, đại lý cơ sở kinh doanh phân bón cũng đã và đang nhập về nhiều loại phân bón phù hợp với giai đoạn sinh trưởng phát triển của các loại cây trồng để cung ứng cho người dân đảm bảo sản xuất công nghiệp hiệu quả cao. Để phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt như sử dụng chế phẩm sinh học, đưa thiết bị hiện đại vào sản xuất lúa, sản xuất phân bón hữu cơ trên đồng ruộng, sử dụng đệm lót sinh học chăn nuôi an toàn cho nông dân. Từ năm 2023 đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã mở được gần 3.000 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 360.000 lượt hội viên nông dân hỗ trợ nông dân xây dựng 125 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi giá trị. Kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân cũng tăng cao. Tại Thanh Hóa, nguồn cung thực phẩm trong kỳ nghỉ lễ năm nay khá dồi dào, đa dạng đáp ứng nhu cầu của người dân, giá cả hầu như ổn định, chỉ một vài mặt hàng tăng giá. Một trong những thực phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất trong ngày nghỉ lễ là hải sản ghi nhận tại một số chợ trong tỉnh, giá các mặt hàng hải sản đều tăng từ 10 đến 30% tùy từng loại. Tại hầu hết các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nguồn thực phẩm đưa về phục vụ nhu cầu của người dân trong những ngày nghỉ lễ đều rất đa dạng, dồi dào. Lượng người dân đi mua sắm tăng từ 30 đến 50% so với ngày thường. Do vậy, các đơn vị ngành chức năng liên quan, nhất là ban quản lý các chợ cũng tăng cường kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa. Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 4, cả nước có hơn 15,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,4% so với tháng trước và giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước có 7.618 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 84,1% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, cả nước có 81,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo, tỷ lệ vốn đầu tư công ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 là gần 116.000 tỷ đồng, đạt 16,41% tổng kế hoạch, đạt 17,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ giải ngân ước 4 tháng của cả nước tăng so với cùng kỳ năm 2023 về tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến đến hết tháng 4 năm 2024, giải ngân được trên hơn 6.000 tỷ đồng, đạt trên 22% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2024 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 9,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2024 có 36 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 98,3 triệu đô la Mỹ, giảm 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 580.000 đô la Mỹ, giảm 95,7% tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 98,9 triệu đô la Mỹ, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo của Metric nền tảng số liệu về thương mại điện tử trong quý 2 năm 2024, tổng doanh số trên 5 sàn thương mại điện tử bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam sẽ đạt mức 84,87 nghìn tỷ đồng với 882,12 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra, đây là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được khi thị trường đã có bước khởi đầu hết sức tích cực. Mùa cao điểm kinh doanh của thị trường sẽ trên đà tăng tốc từ quý 2 năm 2024. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất, nhập hàng phù hợp ngay từ đầu năm để tránh rơi vào tình trạng không đủ hàng hóa cung cấp cho thị trường, từ đó bị giảm doanh thu và thị phần. Nhận định về thị trường gạo quý 2 năm 2024, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá giá gạo thế giới và gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ vẫn duy trì ở mức cao. Nguyên nhân do nguồn cung gạo trên thế giới vẫn thu hẹp do điều kiện thời tiết bất lợi, nhiều quốc gia cung ứng lớn buộc phải cấm và hạn chế xuất khẩu. Trong khi đó, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Ấn Độ vẫn chưa gỡ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng kể từ giữa năm ngoái. Thái Lan cũng sẽ cắt giảm lượng gạo xuất khẩu nhằm để đảm bảo an ninh lương thực trong nước để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng các siêu thị cửa hàng điện máy điện lạnh đã chủ động sớm nguồn hàng đảm bảo cung ứng cho thị trường giá cả các mặt hàng điện lạnh giảm nhẹ so năm ngoái nhiều mẫu từ năm trước giảm sâu mẫu mã cũng khá đa dạng với giá cả khác nhau phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng để kích cầu tiêu dùng nhiều siêu thị cửa hàng kinh doanh cũng đã triển khai các chương trình ưu đãi như giảm giá trực tiếp miễn phí giao hàng công lắp đặt cho khách hàng tích điểm mua sắm theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ngày 30 tháng 4, ngày nghỉ lễ thứ tư của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Nhìn chung ngày 30 tháng 4 năm 2024, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông luôn chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, phân luồng, sẵn sàng giải quyết ùn tắc giao tại các khu vực cửa ngõ, trên cao tốc và quốc lộ trọng điểm, nên tình hình giao thông cơ bản ổn định, người dân tham gia giao thông thuận lợi, an toàn. Thời gian này, nắng nóng cao điểm đã khiến nhiều nơi xảy ra cháy rừng. Chiều qua tại Nghệ An đã xảy ra vụ cháy rừng thông và keo tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Trương. Đám cháy sau đó lan rộng qua rừng hỗn hợp qua địa bàn thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái, huyện Nam Đàn tại sơn la sáng qua một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực giáp danh giữa bản mờn và bản búa bon xã triềng lương huyện mai sơn tại xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình cũng vừa xảy ra hai vụ cháy rừng ven biển trên diện rộng các đám cháy đã dập tắt nguyên nhân là do hanh khô nắng nóng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió và sóng lạnh yếu, hôm nay mùa 1 tháng 5, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nóng gay gắt và đặc biệt gây gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C chương trình thời sự xin dừng lại tại đây kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe các chương trình khác của đài chúng tôi